Văn Châu xin thân ái kính chào quý khán giả của đài CBN trên băng tần 18.14. Xin chào anh Lê Bình. Chào Văn Châu. Kính chào quý khán giả, kính mời quý vị theo dõi chương trình tin tức buổi tối của đài truyền hình CBN trên băng tần 18.14. Và sau đây chúng mời quý vị theo dõi một số các bản tin đáng lưu ý trong ngày. Hai binh sĩ Pháp thiệt mạng khi giải cứu con tin tại Burkina Faso. Hạ viện bỏ phiếu quy tội xem thường quốc hội với Bộ trưởng William Barr. Tạm ngừng đập bỏ nhà thờ chính tòa Bùi Chu do áp lực của công luận. Anne Hathaway nhận được một ngôi sao trên đại lộ bánh danh vọng Hollywood. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin thế giới do Băng Châu mở đầu. Kính thưa quý vị, hai binh sĩ Pháp thiệt mạng khi giải cứu con tin ở Burkina Faso. Hai binh sĩ Pháp đã thiệt mạng tại Burkina Faso trong một cuộc giải cứu ban đêm của 4 con tin nước ngoài, trong đó có 2 công dân Pháp, ra khỏi nanh vuốt của một nhóm chiến binh được gọi là khủng bố. Văn phòng của Tổng thống Emmanuel Macron cho biết vào hôm thứ Sáu, 10 tây tháng 5, một phụ nữ Hoa Kỳ và một phụ nữ Nam Hàn cũng được trả tự do trong hoạt động bí mật. Cả 4 con tin đều được an toàn. Tổng thống Pháp đã nói thêm, các lực lượng đặc nhiệm Pháp đã thực hiện cuộc đột kích dưới bóng tối trong đêm thứ Năm rạng sớm thứ Sáu, được hỗ trợ bởi tình báo Hoa Kỳ và quân đội từ chiến dịch Barkhane của Pháp ở khu vực Sahel để chống lại phiến quân Hồi giáo. Xin nhắc lại, hai du khách người Pháp đã bị bắt cóc ở công viên quốc gia Bendinari của Benin vào cuối tuần trước. Hướng dẫn viên Safari của họ được tìm thấy đã chết, cơ thể anh ta bị bắn và chiếc xe của họ đã bị đốt cháy. Xin nhắc lại, những vùng đất ở phía bắc và phía đông Burkina Faso đã bị phiến quân Hồi giáo tràn ngập, buộc hơn 100.000 cư dân phải rời đi. Kính thưa quý vị, Lebanon lần đầu tiên có những nữ phi công. Một bản tin vừa cho chúng tôi biết, vượt trên những trở ngại của định kiến giới ở Lebanon, thì nữ phi công đầu tiên của đất nước đang mở đường cho nhiều phụ nữ tham gia buồng lái do nam giới thống trị tại hàng không mẫu hạm của quốc gia. Rola Hotet đang học bằng toán học khi được biết hãng hàng không Trung Đông MEA đang tuyển dụng phi công nữ. Hồ Tề nói trong khi ngồi ghế lái trước chuyến bay theo lịch trình, thử thách đầu tiên là thuyết phục gia đình cô. Thử thách thứ hai là để xã hội được thuyết phục. Đối đầu với hành khách lộn xộn khi nhìn thấy cô đã trở thành một phi công trong các cuộc gặp gỡ thông thường. Cô nói, nhiều lần họ kêu lên ngạc nhiên, có người đặt tay lên trái tim cầu nguyện. Và thậm chí có một lần, một hành khách đã xuống phi cơ. Theo Rima Kawakli, giám đốc quan hệ công chúng tại MEA, 42% nhân viên của công ty là phụ nữ làm việc chủ yếu trong các bộ phận hành chính. Google ra mắt điện thoại Pixel phiên bản rẻ hơn. Kể từ khi tung ra thị trường vào 3 năm trước, điện thoại Pixel của Google đã có lượng tiêu thụ chậm so với các loại điện thoại từ Apple và Samsung Electronics. Nhưng những công ty đó thì chi nhiều hơn Google cho quảng cáo, cung cấp tùy chọn các nhiều mức giá và bảo đảm phân phối rộng rãi. Tuy nhiên, Google hiện đang hành động để thu hẹp khoảng cách. Google Pixel 3a mới có giá thấp là 399 Mỹ Kim so với 799 Mỹ Kim cho Pixel 3. Phiên bản rẻ hơn sẽ có một camera trước thay vì hai và không có tùy chọn sạc không dây. Google cho biết rằng điện thoại sẽ bán ở cùng 13 quốc gia với Pixel 3. Và trong khi các thiết bị Pixel hiện đang hoạt động trên các mạng T-Mobile, Sprint và US Cellular, các nhà mạng không dây ở Hoa Kỳ cũng sẽ bắt đầu bán điện thoại bắt đầu từ thứ Tư cùng với Verizon. Các nhà phân tích công nghệ cho biết điện thoại thông minh tầm trung được đồn đại trong nhiều tuần khiến cho Google trở thành đối thủ nặng ký hơn trong ngành này. Liên hệ giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn lại trở lên căng thẳng hơn. Một bản tin cho chúng tôi biết, đại diện Hoa Kỳ tại Bắc Hàn gặp Ngoại trưởng của Nam Hàn. Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ tại Bắc Hàn là ông Stephen Biegun đã gặp Ngoại trưởng Nam Hàn là ông Ken Il-sung-hwa và người đồng cấp là ông Lee Do-hun tại Seoul vào ngày thứ Sáu, ngày 10 tháng 5, để thảo luận về Bắc Hàn. Ông Biegun, người đến vào thứ Tư, ngày 8 tháng 5,
dự kiến sẽ thảo luận về tình hình hiện tại và vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Bắc Hàn. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Bắc Hàn đã thử nghiệm những gì dường như là hai hỏa tiễn tầm ngắn vào thứ Năm, ngày 9 tháng 5. Đây là lần thử nghiệm thứ hai như vậy trong vòng chưa đầy một tuần. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng không ai hạnh phúc trong các buổi ra mắt, nhưng dường như vẫn muốn giữ cánh cửa mở cho một cuộc đàm phán với Bắc Hàn. Nam Hàn cho biết các cuộc thử nghiệm của Bắc Hàn là đáng lo ngại và không có ích. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì Hồng Kông chuẩn bị tinh thần nếu đàm phán thương mại với Hoa Kỳ bị thất bại. Bộ trưởng Thương mại và Phát triển Kinh tế Hồng Kông Edward Yao cho biết vào hôm thứ Sáu 10 tháng 5 rằng chính phủ và các phòng thương mại của thành phố đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất nhưng vẫn hy vọng điều tốt nhất sau khi Hoa Kỳ tăng thuế đối với hàng hóa trị giá 200 tỷ Mỹ Kim nhập cảng từ Trung Cộng. Ông Yao đã nói chuyện với giới truyền thông sau cuộc gặp với đại diện của các phòng thương mại và hiệp hội của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thủ đô tài chính châu Á và nói thêm rằng việc áp thuế quan không hoàn toàn là một sự bất ngờ. Các nhà kinh tế cũng cảnh báo rằng việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chuyển sang tăng thuế lên 25% có thể đánh vào ví của người tiêu dùng. Bắc Kinh đã đe dọa trả đũa việc tăng thuế mới nhất, ngay cả khi các nhà đàm phán tại Washington đồng ý ở lại bàn làm việc vào ngày thứ Hai, giữ hy vọng sống cho một thỏa thuận cuối cùng. Kính thưa quý vị, một bản tin từ Trung Quốc cho biết người dân Trung Quốc đang rất là hào hứng về Thế vận hội mùa đông sắp diễn ra. Bắc Kinh vừa sản xuất một video quảng cáo nhân 101.000 ngày trước khi Thế vận hội mùa đông. Bắc Kinh năm 2022 đã phát hành một video quảng cáo được thực hiện bởi một nhóm sinh viên để đánh dấu 1.000 ngày trước khi bắt đầu Thế vận hội Olympic mùa đông. Các nhà tổ chức tuyên bố video cho thấy sự phấn khích của người dân và ba khu vực nơi các sự kiện Thế vận hội tại Trung Cộng sẽ diễn ra, đó là Bắc Kinh, Trương Gia Khẩu và Yan Khánh. Đoạn video dài 3 phút được làm bởi các sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và được phát hành trùng với một mốc quan trọng là 1.000 ngày trước sự kiện. Bắc Kinh 2022 cũng đã sản xuất 15 video ngắn giới thiệu về thể thao trong chương trình Olympic mùa đông tuần này. Các bộ phim nhằm mục đích thông báo cho người dân Trung Cộng biết về các môn thể thao Olympic mùa đông. Nhiều trong số đó không được thực hiện phổ biến ở nước này. Xin quý vị đừng rời màn hình của đài CBN trên băng tần 18.14. Chúng tôi sẽ trở lại ngay với phần tin Hoa Kỳ sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài.